Nếu quý vị các bạn chúng ta đã đến những khu khách sạn, nhà hàng hay là bệnh viện cao cấp thì có lẽ quý vị chúng ta cũng đã bắt gặp những cái sản phẩm bàn cầu điện tử với rất nhiều tính năng và công nghệ xịn sò, đúng không ạ? Và có bao giờ các bạn từng nghĩ là nhà mình chúng ta có thể biến những chiếc bàn cầu thường thành những chiếc bàn cầu điện tử xịn sò được hay không? Và video này thì Ngọc Phương sẽ giới thiệu với quý vị một sản phẩm nắp bàn cầu điện tử đến từ thương hiệu Inox có mã đó là CW H18 và sẽ thỏa mãn được ước mơ của bạn. Trước khi mà chúng ta đi đến chi tiết của sản phẩm nắp bàn cầu điện tử CW H18 thì Ngọc Phương muốn chia sẻ với quý vị về cách để chúng ta phân biệt giữa bàn cầu điện tử, nắp rửa điện tử và nắp rửa cơ. Ở phía bên này của Ngọc Phương đây là một sản phẩm bàn cầu điện tử. Và đây là một chiếc bàn cầu nguyên khối đã được tích hợp toàn bộ các tính năng cao cấp nhất của Inox hiện tại. Và phía bên cạnh của chúng ta sẽ là một chiếc bàn cầu thông thường. Nhưng chiếc bàn cầu thông thường này có một cái điểm rất là đặc biệt, đúng không quý vị? Đó là nó sẽ được trang bị một chiếc nắp bàn cầu điện tử. Và nếu như quý vị chúng ta đang sử dụng những sản phẩm bàn cầu thông thường mà quý vị chúng ta muốn nâng cấp nó thành một chiếc bàn cầu điện tử thì quý vị chúng ta có thể mua thêm chiếc nắp bàn cầu điện tử này về và trang bị cho nó. Và cuối cùng đây là nắp rửa cơ, sản phẩm sẽ đầy đủ các tính năng phun rửa cơ bản nhưng có một điểm khác biệt duy nhất với hai sản phẩm trên, đó sẽ là không dùng điện. Và chúng ta sẽ quay trở lại với nhân vật chính ngày hôm nay, chiếc nắp bàn cầu điện tử CW H18VN đến từ thương hiệu Inox. Nhìn về tổng quan thì sản phẩm cũng không quá khác so với những chiếc nắp bàn cầu thông thường. Nhưng tuy nhiên thì sẽ có một cái đặc điểm rất là khác, đó là chúng ta sẽ có thêm một cái bảng điều khiển với những tính năng thông minh chúng ta sẽ sử dụng trên sản phẩm CW H18. Các icon trên bảng điều khiển cũng rất trực quan và dễ dàng sử dụng. Ngay từ khâu thiết kế nắp điện tử này thì Inox cũng đã nghiên cứu rất kỹ. Do đó bạn hoàn toàn thể yên tâm rằng đó là sản phẩm CW H18 có thể đảm bảo yếu tố thẩm mỹ khi lắp đặt cùng với bàn cầu. Nếu gia đình quý vị nhiều trẻ em và quý vị lo rằng là những đứa trẻ nhà mình sẽ nghịch lên thiết bị này và gây ra hỏng hóc thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, bởi vì sản phẩm CW H18 sẽ được trang bị cảm biến cơ học. Cách thức hoạt động đó là khi quý vị chúng ta trực tiếp ngồi lên thiết bị thì các tính năng chăm sóc của sản phẩm mới chính thức hoạt động. Điều khác biệt của Inox so với những sản phẩm khác trên thị trường đó là thay vì chúng ta có một đầu vòi phun thì thương hiệu Inox chúng ta sẽ có đến hai đầu vòi phun riêng biệt hoàn toàn. Một đầu chúng ta sẽ dùng cho chế độ rửa thông thường và một đầu chúng ta sẽ dành riêng cho phụ nữ. Còn đây sẽ là đầu vòi dành riêng cho phụ nữ. Như quý vị đang nhìn thấy thì đầu vòi dành cho phụ nữ thì nước nó sẽ mềm mại hơn. Việc phân chia rõ ràng sẽ giúp chúng ta hạn chế được những cái bệnh lây nhiễm chéo và sử dụng cho từng mục đích khác nhau. Và đặc biệt đó là các đầu vòi của Inox đều có những tính năng kháng khuẩn giúp chúng ta thể đảm bảo vệ sinh an toàn tuyệt đối. Bạn cũng có thể dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ nước phun cho phù hợp với yêu cầu của bản thân. Kèm với đó sẽ có chế độ phun massage mang lại cảm giác thư giãn khi sử dụng. Chức năng sấy khô sẽ giúp cơ thể trở nên khô ráo. Chắc hẳn quý vị chúng ta rất là sợ hãi khi mà mùa đông phải ngồi lên chiếc bàn cầu rất là lạnh lẽo, đúng không ạ? Nhưng đối với sản phẩm nắp bàn cầu điện tử CW H18 của chúng ta có một chức năng đó là sưởi ấm bệ ngồi. Khi quý vị chúng ta ngồi lên đây thì bàn cầu chúng ta sẽ trở nên ấm áp hơn và giúp chúng ta thoải mái hơn khi mà chúng ta sử dụng vào mùa đông quý vị nhé. Nếu quý vị chúng ta sợ các cái mùi hôi ở trong bàn cầu khi mà chúng ta đi vệ sinh thì đối với sản phẩm này của chúng ta sẽ có một tính năng ngăn mùi bằng những cánh quạt gió giúp chúng ta giữ cái mùi hôi ở phía bên trong lòng bàn cầu, đảm bảo là không gian phòng vệ sinh của chúng ta sẽ luôn thơm mát và sạch sẽ. Nếu quý vị chúng ta thắc mắc rằng là liệu thiết bị này có khó tháo hay lắp đặt hay không thì Ngọc Phương sẽ cùng thao tác với quý vị nha. Để tháo thiết bị ra thì chúng ta sẽ nhấn vào cái nút ở phía bên cạnh của nắp bàn cầu điện tử đây. Chúng ta rất là dễ dàng chúng ta có thể tháo ra, đúng không ạ? Và thậm chí là tất cả những người thân trong gia đình của chúng ta đều có thể tháo ra một cách dễ dàng. Còn để lắp lại thì sao? Chúng ta sẽ không cần nhấn nút và chúng ta chỉ cần đó là đẩy thiết bị vào thôi là đã xong rồi. Rất là đơn giản và dễ dàng, đúng không ạ? Nắp đóng êm không gây tiếng ồn khi mà chúng ta sử dụng vào ban đêm. Công nghệ kháng khuẩn trên nắp bàn cầu được tổ chức SIAA của Nhật Bản chứng nhận. Sản phẩm chúng ta sẽ được ứng dụng công nghệ kháng nước IPX4, chịu được các tia nước nhỏ nên là khuyến cáo quý vị chúng ta không nên dội nước vào sản phẩm hoặc là xịt nước lên sản phẩm để lau rửa. Và có một cái khuyến cáo nữa đó là chúng ta không nên sử dụng các chất tẩy rửa cũng như là vật sắc nhọn để lau chùi sản phẩm, mà chúng ta sẽ chỉ cần đó là dùng khăn mềm để lau chùi sản phẩm thôi. Hiện tại thì Inox đang có rất nhiều những chương trình ưu đãi hấp dẫn khi quý vị chúng ta mua chọn bộ combo bao gồm bàn cầu và nắp rửa điện tử, tiết kiệm lên đến 30%. Đây cũng là cơ hội rất là lớn mà Inox dành tặng cho khách hàng để có thể là trải nghiệm những sản phẩm công nghệ mới của Inox. Và tổng kết lại thì sản phẩm CW H18 thì đây là một cái sản phẩm nắp bàn cầu điện tử rất là tiên tiến cùng với nhiều tính năng rất đáng là để sử dụng. Nếu quý vị chúng ta còn những thắc mắc nào về sản phẩm, quý vị chúng ta vui lòng comment ở phía dưới video. Và bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo.